Về ngoại hình thì phải cao từ 1m72, 75 trở lên. Rồi từ từ, chờ dữ vậy xíu tôi con, qua tôi coi cho. cao dữ vậy, 1m72, 75 hả? Nhà gái tôi cao mà. Chào nhà trai. Chào chị. Hơi yếu một chút được không? Yếu là nhiêu chị? Thì nó xém thôi. Hột năm thôi. Xém 70 á, được không? Xém 70 vậy, mang giày xíu thì cũng được. Được ha, dạ. Rồi, cái gì nữa? À, ngoại hình không có mập quá, với lại là không hói không hô. Với lại là không hói không hô. Với lại là không hói không hô. Cái gì vậy bà nội? Không hói không hô. Được được được. Được. Nói chung là nó vừa chạm thôi. Hói thông minh chị. Hói thông minh chị. Về bà càm ràm chắc vài năm cũng hói à. Gọn gàng, sạch sẽ, thơm tho. Thơm mà chút chút mở rào ra mới biết được nha. Cái gì cái gì? Thơm, phải thơm, thôi để tôi qua tôi hủy.